Không có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người. Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không. Bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường. Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác, nhưng mà đến một lúc nào đấy bất chợt quay đầu, lại phát hiện ra mình cũng đang được người khác hâm mộ. Thật ra thì mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình, chỉ có điều hạnh phúc của bạn thường nằm trong mắt của người khác. Bạn có thể rất lương thiện, nhưng mà tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này, bởi vì lòng dạ con người rất khó đoán. Tâm hại người thì không nên có, nhưng mà tâm phòng người thì nhất định phải có. Một khi bạn không còn so sánh mình với người khác, cũng có nghĩa bạn đã có bước tiến dài của sự trưởng thành và hạnh phúc, an yên trong cuộc sống của chính bạn. Người muốn đưa bạn về nhà, Đông Tây Nam Bắc đều là thuận đường. Người nguyện ý ăn cùng bạn, đắng cay chua ngọt đều là ăn ngon. Nếu thực sự muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì người ta sẽ tìm lý do. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàng hơn thôi. Đừng bao giờ coi sự quan tâm của người khác là điều đương nhiên. Cho dù người ấy có yêu bạn bao nhiêu, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy mệt mỏi. Lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn nào đấy, mà là từ những thất vọng nhỏ tích tụ từng ngày, cho đến khi trở thành vết thương chí mạng. Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, chỉ là mong muốn năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an cho mình, cho người. Như vậy, đời người suy cho cùng chỉ có 7 điều phải học. Học nhẫn nhịn. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Học thấu hiểu. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được. Học buông bỏ. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề, không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được. Học nhận lỗi. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra thì không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Học mềm mỏng. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm. Đi hết cuộc đời, răng người ta lại rụng hết, nhưng mà lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. Học yêu thương. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỉ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu. Trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi thì có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm cho tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. Học sinh tồn. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm. Cho nên đó cũng là hành vi hiếu lễ với cả người thân.